kiến thức vạn điều hay, cần chia sẻ kiến thức tổng hợp. Hãy bấm đăng ký và biểu tượng chuông bên cạnh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Các bạn thân mến, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup đang diễn ra hết sức sôi nổi trên đất Singapore. Hòa chung với không khí của giải đấu, hôm nay kênh Kiến thức vạn điều hay sẽ cùng các bạn tìm hiểu về lịch sử của giải đấu hấp dẫn nhất khu vực này nhé. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á là giải đấu bóng đá giữa các đội tuyển bóng đá nam quốc gia đại diện các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF tổ chức. Giải đấu được tổ chức 2 năm một lần vào các năm chẵn, ngoại trừ các lần vào năm 2007 và 2020, bị hoãn sang năm 2021 do đại dịch Covid-19. Giải lần đầu tiên diễn ra tại Singapore năm 1996 với tên gọi Tiger Cup do được tài trợ bởi bia Tiger với 10 đội tuyển và nhà vô địch đầu tiên là Thái Lan. Tại giải lần thứ 6, năm 2007, giải được gọi là AFF Cup. Năm 2008, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á được gọi là AFF Suzuki Cup 2008 do công ty Suzuki của Nhật Bản đã mua quyền đặt tên cho giải đấu và từ đó giải đấu được mang tên AFF Suzuki Cup. Tính đến nay, trong 12 lần tổ chức giải, đã có 4 đội tuyển vô địch. Bây giờ, chúng ta cùng nhau điểm lại lịch sử các kỳ AFF Cup từ trước đến nay xem đội nào vô địch nhiều lần nhất nhé. Năm 1996 là năm đầu tiên giải được tổ chức trên đất Singapore. Thái Lan đã giành chức vô địch Tiger Cup đầu tiên sau khi đánh bại Malaysia với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Kiatisak ở phút thứ 9 của hiệp 1. Tại giải lần này, đội tuyển Việt Nam đã giành vị trí nhì bảng A để vào đến bán kết nhưng đã để thua chính Thái Lan với tỷ số 4-2. Gặp lại Indonesia trong trận tranh hạng 3, chúng ta đã xuất sắc đánh bại họ với tỷ số 3-2 để về đích thứ 3 của giải đấu. Cúp Tiger 1998 là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á lần thứ 2. Giải được chia làm 2 giai đoạn, 6 đội tuyển không vào vòng bán kết Cúp Tiger 1996 gồm Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar, Philippines và Singapore phải tham dự vòng sơ loại để chọn ra 4 đội vào vòng chung kết. Vòng chung kết được tổ chức tại Việt Nam từ 15 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 1998. 8 đội tuyển được chia vào 2 bảng, đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đứng đầu vào bán kết. Lần này, đội tuyển Việt Nam đã trả được món nợ của Thái Lan khi đánh bại họ ở bán kết với tỷ số 3-0, với các bàn thắng của Trương Việt Hoàng, Hồng Sơn và Sĩ Hùng. Nhưng tưởng chúng ta sẽ có lần đầu được chạm tay vào cúp vàng, tuy nhiên, trong trận chung kết, chúng ta đã gục ngã trước Singapore. Singapore đã giành chức vô địch AFF Cup đầu tiên sau khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Việt Nam bằng bàn thắng duy nhất của Sasikou Ma được ghi bằng lưng ở phút thứ 71. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2000 hay Cup Tiger 2000 là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á lần thứ 3 được tổ chức tại Thái Lan từ 28 tháng 10 đến 12 tháng 11 năm 2000. 9 đội tuyển, Brunei không tham dự với lý do ngoài dự kiến được chia vào 2 bảng, đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội đứng đầu vào bán kết. Chủ nhà Thái Lan đã giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 2 sau khi đánh bại Indonesia với tỷ số 4-1. Đây là tỷ số đậm nhất trong một trận chung kết. Trong đó có cú hat-trick của Rimaka và trở thành đội đầu tiên hai lần đăng quang. Còn Singapore trở thành đội đương kim vô địch đầu tiên bị loại từ vòng bảng. Tại giải lần này, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng B. Tuy nhiên lại chịu thất bại trước Indonesia tại bán kết với tỷ số 3-2, sau đó gặp lại đối thủ nằm chung bảng Malaysia trong trận tranh hạng 3 và tiếp tục thất bại với tỷ số 3-0, qua đó xếp vị trí thứ tư chung cuộc. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2002 hay Cup Tiger 2002 lần thứ tư được tổ chức tại Indonesia và Singapore từ 15 đến 29 tháng 12 năm 2002. 9 đội bóng được chia vào 2 bảng, đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội đứng đầu vào bán kết. Thái Lan đã bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi đánh bại Indonesia với tỷ số 4-2 trên chấm phạt đền sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2 sau 120 phút thi đấu và trở thành đội đầu tiên 3 lần đăng quang. Về phần đội tuyển Việt Nam, sau khi xuất sắc giành ngôi nhất bảng A, chúng ta gặp Thái Lan ở bán kết và lại chấp nhận kết quả thua chóng vánh với tỷ số 0-4, gặp lại Malaysia trong trận tranh hạng 3, tái hiện trận tranh hạng 3 của 2 năm về trước. Tuy nhiên lần này chúng ta đã đòi nợ thành công khi đánh bại họ với tỷ số 2-1, qua đó giành vị trí thứ 3 của giải đấu. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2004 hay Cup Tiger 2004 là lần thứ 5 được tổ chức. Các đội đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội đứng đầu vào bán kết. Từ vòng bán kết, các trận đấu diễn ra hai lượt, sân nhà, sân khách. Đây là lần cuối cùng hãng bia Tiger tài trợ nên từ giải sau sẽ không mang tên Cup Tiger.
Singapore đã giành chức vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong lịch sử sau khi đánh bại Indonesia với tổng tỷ số 5-2 sau 2 lượt trận chung kết và trở thành đội thứ 2 của Đông Nam Á 2 lần đăng quang. Còn Thái Lan trở thành đội đương kim vô địch thứ 2 bị loại từ vòng bảng sau Singapore năm 2000. Tại giải lần này, đội tuyển Việt Nam cũng theo chân Thái Lan về nước từ vòng bảng sau khi chỉ đứng thứ 3 của bảng A. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2007 là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á lần thứ 6 được tổ chức tại Thái Lan và Singapore. 8 đội tuyển được chia vào 2 bảng, đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội đứng đầu vào bán kết. Từ vòng bán kết, các cặp đấu sẽ chơi 2 lượt đi và về. Singapore đã bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup sau khi giành chiến thắng trước Thái Lan với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận chung kết và trở thành đội thứ 2 của Đông Nam Á 3 lần đăng quang. Theo kế hoạch, giải đấu này diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2006. Tuy nhiên, do thời gian này trùng với thời điểm diễn ra Đại hội Thể thao Châu Á 2006 ở Qatar nên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á quyết định rời giải đấu sang đầu năm 2007. Lần này đội tuyển Việt Nam lại tiếp tục vào bán kết và tiếp tục thua Thái Lan với tỷ số 2-0 và giành vị trí đồng hạng 3. Do từ giải năm này trở đi, ban tổ chức quyết định không tổ chức trận tranh hạng 3. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2008 là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á lần thứ 7 do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF tổ chức. Giải đấu năm đó còn mang tên AFF Suzuki Cup 2008 do lần đầu tiên hãng Suzuki đóng vai trò nhà tài trợ chính cho sân chơi bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Vòng chung kết được tổ chức tại Indonesia và Thái Lan. Singapore là đương kim vô địch nhưng dừng bước ở bán kết. Việt Nam lần đầu tiên vô địch sau khi thắng Thái Lan ở 2 lượt trận chung kết với tổng tỷ số 3-2. Chiến thắng có phần bất ngờ của tuyển Việt Nam được trang thông tin điện tử Goal.com xếp vào top 10 sự kiện bóng đá châu Á năm 2008, cũng như được độc giả Vietnamnet bình chọn là một trong 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam trong năm. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2010. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ 1 tháng 12 đến 29 tháng 12 năm 2010. Việt Nam và Indonesia là đồng chủ nhà của mùa giải này. Việt Nam là đương kim vô địch, nhưng bị Malaysia loại ở bán kết với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 2-0. Malaysia đã giành chức vô địch AFF Cup lần đầu tiên trong lịch sử sau khi đánh bại Indonesia với tổng tỷ số sau 2 lượt trận chung kết là 4-2. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2012 là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á lần thứ 9 do hai nước đồng chủ nhà Malaysia và Thái Lan đăng cai tổ chức. Singapore đã giành chức vô địch lần thứ 4 trong lịch sử sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận chung kết và trở thành đội bóng nhiều lần giành chức vô địch trong các kỳ AFF Cup với 4 lần đăng quang. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục gây thất vọng khi bị loại từ vòng bảng sau khi chỉ giành được 1 điểm và xếp thứ 3 của bảng đấu. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2014 là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á lần thứ 10 do hai nước đồng chủ nhà Việt Nam và Singapore đăng cai tổ chức. Thái Lan giành chức vô địch lần thứ 4 trong lịch sử sau khi vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận chung kết và chính thức cân bằng thành tích 4 lần vô địch của Singapore. Còn Singapore trở thành đội đương kim vô địch thứ 3 của giải bị loại ngay từ vòng bảng sau lần của họ vào năm 2000 và Thái Lan vào năm 2004. Đội tuyển Việt Nam sau khi giành vị trí nhất bảng A đã gặp Malaysia trong trận bán kết và thua họ với tổng tỷ số 5-4. Chúng ta đã giành chiến thắng 2-1 ở lượt đi trên sân khách, nhưng lại để thua 2-4 ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình và đành nhìn họ vào chơi trận chung kết. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016. Đương kim vô địch Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi vượt qua Indonesia với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận chung kết và trở thành đội tuyển thành công nhất với 5 lần đăng quang. Đội tuyển Việt Nam năm đó cũng giành vị trí nhất bảng B, nhưng tiếp tục thất bại trước Indonesia ở bán kết với tổng tỷ số 4-3. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018 là lần thứ 12 giải vô địch bóng đá Đông Nam Á được tổ chức và lần thứ 6 dưới tên gọi là AFF Suzuki Cup. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018. Thái Lan là đương kim vô địch nhưng thua Malaysia ở bán kết. Việt Nam thắng Malaysia với tổng tỷ số 3-2 trong trận chung kết sau 2 lượt đi và về để giành chức vô địch lần thứ 2. Như vậy, qua 12 kỳ tổ chức giải, đã có 4 đội giành được chức vô địch, đó là Thái Lan, Singapore, Việt Nam và Malaysia. Trong đó vô địch nhiều lần nhất là Thái Lan có 5 lần, tiếp theo là Singapore có 4 lần, Việt Nam có 2 lần và Malaysia có 1 lần. Đáng chú ý nhất là Indonesia, họ đã có 5 lần vào chơi trận chung kết, nhưng cả 5 lần đó đều nhận thất bại cay đắng và xứng đáng với danh hiệu vua về nhì. Thời điểm hiện tại giải vẫn đang diễn ra và chúng ta hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ thành công được chức vô địch và qua đó nâng số lần vô địch giải lên con số 3.
Trên đây, chúng tôi vừa điểm qua lịch sử 12 kỳ tổ chức của giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất vùng trũng Đông Nam Á. Nếu thấy video bổ ích, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like và bấm nút đăng ký màu đỏ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.